nha, hello mọi người. Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì chiếc R15 này đã được đúc cho nó một cái biển số nha anh em. Biển số cụ thể rồi. À, và biển số của nó đây cho mọi người. Ba lọc 6 phát chứ. Đây là người ta bảo gì? Ba lọc 6 phát. Ba lọc 6 phát hả? À, cái ba lọc là 6 phát hả? Ok, biển số là 9 điểm mà cơ bản là mình cũng không quan trọng biển số đẹp xấu, nhưng mà mình thấy là nó ok rồi. 9 điểm mà nó cũng tương đối là dễ nhớ nha anh em. Mình sẽ lên cho nó một cái biển số và lên gắn vào biển số cho nó và đấy, và sau đó mình lên cho nó một cái súng. Mày. Đấy, súng này bắn bao phê luôn, pam pam pam. Hàng thì cũng không phải là hàng xịn. Đấy, hàng dùng được thôi. Cũng không phải hàng xịn nha anh em. Đấy, Akabovic. Full carbon. Ok. Của bộ full titan. Đấy anh em có thể đấy. Titan nó hơi bẩn chút, để tí nữa mình đánh bóng lên là mình review. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái biển số này trước cho mọi người, ok? Đấy, và sẽ tiến hành gắn biển số vào cái bát này nha anh em. Thì cơ bản cái biển số mặc định của nó thì hai con ốc này không trùng với những cái ốc trên bát. Đấy, và tôi sẽ tiến hành khoan. Một là khoan cái bát này, nhưng mà cái bát này hơi dày nên thôi để vậy, mình sẽ tháo ra và mình khoan cái lỗ chỉnh hai con ốc này trên biển số nha anh em. Mình đã đánh dấu được nó và mình sẽ khoan cái này nha nha. Giờ lần đầu tiên phát hiện cái con ốc này là 500 anh ạ. Đấy. 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 Bật biển số này vào là nó dính luôn. Cũng hay. Không buồn phết. Đây anh em thấy. Xem chuyện nha anh em. Đây là ở đây là nó có 500. Đây có 500 này. Đấy. Bao dính luôn. Đó. Cái này chỉ việc bật lên đây là mình tiến thôi. Đó. Sau khi mình đã gắn được biển số thì mình tiến hành thay súng cho con này nha anh em. Đó, mình sẽ thay cho nó một khẩu súng ba phê, ok. Đấy, và cái này là bô full titan nha anh em. Đấy, một người bạn người ta dùng rồi, người ta cho. Đã, full titan. Bô Akabovic, đây là cái bộ khoe cái bô. Khoe thôi, còn khoe cái mát. Còn bô Akabovic hàng xịn. Tổng trị giá hết 13 triệu cả cấu, hai cái. Đấy, đùa nhầm thôi chứ, này bô này bô inox nha mọi người. Bảo mình xạo, nó xạo, bô này bô inox. Rồi. Bô Akabovic. Hàng nó đều thì nó hơi nhục quá, nhưng mà nó dùng được. Đấy, cái này nó dùng được. Đấy, súng bắn là ok. Đấy, bao phê luôn rồi, mình sẽ thay cái bô rin này bằng bô độ nha anh em. Anh em nào thích độ bô hay là lắp biển số thì cứ đến mình nha. Bao lắp ra? Lấy ngay trong ngày. Ok. Nói là cái súng rin nó nặng vãi chưởng ra. Nặng nhưng mà bắn không được bao nhiêu phát hết. Bắn không phê. Đấy, anh em có thể thấy. Ok, và tôi sẽ tiến hành thay cái bô độ vào ngay lập tức. Còn này bô rin anh nào thích mua bán lại luôn nha. Bán 2 triệu. Đấy, bô rin. Ok. Ok, sẽ thay cái bô vào. Nguyên cái cổ không rồi, đã phá làng phá nước ở trường thôn ta nhắc nhở thôi. Ừ,
lồn thằng Nghiền đây nó quay cái clip mà mày tào lao Nghiền ơi. Mày kéo dài thời gian ấy. Mày... bố này thắng mua lại rồi mấy ơi. Nó tưởng của mày mua mới chứ bố này mày mua lại mẹ rồi. Giá nút mà. Dạ. Đúng nút. Đúng. Còn kho nó thì tôi vừa mình chơi vừa. Bữa nào mình có tháo ra nó dễ dàng. Rơ ốc chứ. Bạn trồng cái rong chằng đường gió ấy rồi, ở trong nó giữ nó nước được mà mày xiết cỡ đó mà mày xiết lạch ốc này nó cũng xịt vô à đi. Nó đéo ấm đâu cái nhà lá vườn nó đéo khoái nhưng mà để thẳng một phát để vá là nghề từ nghề ra đó có quay cái lên luôn mà nó quay lên cái clip luôn trồng từ đây chúng nó thắm chúng nào cũng thắm luôn chạy sao tự nhiên nó chạy xe máy và bác rồi chạy bộ nó chửi tao cũng lấy thằng người được 20.000 rồi mày lo quá rồi cứ là cứ em nẹt bô em xuống em nẹt bô là anh cho mày ngu gì mà tao cứ ngủ mà tao cũng lấy thằng người được 20.000 tao đi uống cà phê mày nha ý là cứ cần lên này sao được khi mày nghỉ anh mày sao ý là mình nghĩ sai chứ thế em bin ra nói mẹ mày chửi nhá chửi nhô lên đù chắc không? Ốc nào vậy? Hay là mày gắn chỗ nào? Cứ lục mà mày nhìn thấy cái lỗ đó mày bạc ốc có là thiếu ta tâm như vậy á. Nếu như vậy thì chứng tỏ cái xe này vẫn đang thiếu nó có đốc. Không. Thờ cái lỗ đó là cái lỗ cũng phải gắn ốc. Không phải gắn được sao cả. Ừ. Thật đó. Làm những cái liệt cày mà tháo ra mà thì... Khi gắn được cái bô độ vô là mình sẽ tiến hành test coi thử nó sao. Đấy. Nói luôn với anh em là mình nhắc lại với anh em là xe này không phải xe của mình nhá. Trước mình làm clip mình nói xe của mình thôi. Mình thực ra xe mượn. Này, xe con này của Thắng Tây, người ta gọi là Thắng Tây đây. Ok nhưng mà rất tiếc là không biết là cái đấy là để bỏ lộn con ốc một con ốc ở đâu và hiện tại là thiếu một con ốc và thôi thì ốc thì sau cái màn test bô vừa rồi thì cơ bản là khá là ok bô nổ thêm bô vào rất là ấm nhưng mà theo mình nghĩ là không bằng cái của bô thôi khỏi chơi bô là cái mẹ hợp lý hơn đấy. Cũng rất tiếc là thiếu một con ốc không biết là bỏ lộn đâu. Thôi để mình sẽ tranh thủ chiều nay mình sẽ kiếm được con ốc khác và mình sẽ gắn vào cho chủ xe. Ok. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ mình nhé.